Hồi giờ chở với Ngân chạy ầm ào luôn á nha. Nó biết cách làm dáng cho bà mà đứng chụp hình cái chân nó nhón lên không? Chân nó học một chân á là thập xuống một cái chân phía trước á nó đưa lên để nó nhón lên. Có thể ngồi cái động này. Để con ngồi cái cua. Nó quay tới đây để mình quay phim tự nhiên.